Thưa quý vị, do ảnh hưởng của hai đợt dịch COVID-19, tình hình kinh tế của thành phố Đà Nẵng rơi vào khó khăn nghiêm trọng. Sau 20 năm trực thuộc Trung ương, lần đầu tiên kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng âm 9,77%. Thu ngân sách của thành phố mất đi 3 năm, quay đầu về mức thu của năm 2017. Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng cho biết, kết quả khảo sát nhanh hơn 15.000 doanh nghiệp đại diện cho gần 50% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố, cho thấy có đến 90% trong số này chịu tác động tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chịu tác động nặng nhất với tỷ lệ hơn 91%. Trong đó có một số nhóm ngành có tỷ lệ 100% như sản xuất giày da, giấy, kim loại, thiết bị điện, phương tiện vận tải. Tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 11 đã có 1.029 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đã giải thể, 1.936 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động. Cần có cơ chế để doanh nghiệp tiếp cận nhanh những chính sách về miễn giảm, giãn thuế, phí, lãi suất ngân hàng, tiếp cận đất đai, thị trường tiêu thụ, xuất khẩu. Mà theo quan điểm tôi, phải là hỗ trợ đầu ra cho doanh nghiệp, giảm các cái khoản mà doanh nghiệp phải đóng góp của doanh nghiệp, và đặc biệt là các cái khoản như là bảo hiểm xã hội, rồi các cái khoản tiền lương cho người lao động. Mà quan trọng ở góc độ của thành phố, nếu được thì chúng ta hỗ trợ cho họ doanh nghiệp khoản đó, có thể là cho vay không có lãi, hoặc là một phần nào đó hỗ trợ doanh nghiệp và họ duy trì được cái đội ngũ lao động của doanh nghiệp đó. Khi cái điều kiện mà phục hồi thì các doanh nghiệp họ có đầy đủ nguồn lực chuẩn bị và từ đó doanh nghiệp có thể phát triển được. Ngoài những chủ trương biện pháp của chính phủ, Đà Nẵng cần sớm ban hành và triển khai thực hiện một số chính sách đặc thù để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thuộc một số ngành lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế thành phố, như hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lại, tăng cường kỹ năng cho người lao động để lực lượng lao động đáp ứng được nhu cầu lao động. Thì thành phố cũng nên gặp, làm việc với các cái lãnh đạo của các cái ngân hàng, cái khu vực tư nhân để cùng làm việc, để cùng có những giải pháp để chia sẻ với doanh nghiệp mà làm cắt giảm lãi suất cho doanh nghiệp, đặc biệt là tập trung vào khu vực các ngân hàng mà khu vực tư nhân chi phối. Thực tế cho thấy hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thuộc dạng nhỏ và siêu nhỏ, do vậy sức chống chịu với tác động của COVID-19 có hạn. Chính vì vậy, những tác động hỗ trợ của thành phố cần dài hơi, ít nhất là đến năm 2021, chứ không chỉ tập trung trong vài tháng. Cái trọng tâm đầu tiên đấy là hỗ trợ các doanh nghiệp về tiếp cận thị trường trong nước cũng như là ngoài nước, và đặc biệt là tiếp cận thị trường ngoài nước bằng những cái gói tiếp cận thị trường nó phù hợp, gọn nhẹ, nó phù hợp với bối cảnh dịch bệnh, cũng như là tăng cường kích cầu ở trong nước thông qua cái khẩu hiệu là người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Cái việc thứ hai nữa là hỗ trợ các doanh nghiệp trong cái việc là giảm thấp chi phí để mà giữ lao động, đặc biệt là các cái lao động có chuyên môn tay nghề cao. Theo ý kiến của các chuyên gia kinh tế, thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền hình ảnh thành phố an toàn. Đây là giải pháp rất lớn cho khối doanh nghiệp vốn chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh.